chào tất cả mọi người đang xem video của em Dũng Quần Ép nhá. Thì quay video giới thiệu mọi người hai căn máy Quần Ép từ đời nhà Thanh. Một con từ năm 98 và một con năm 2001. Con NL 1000W kia là năm 97-98 này. Con NL 1000NM là năm 2001-2002. Hai con máy này thì khác nhau về mỗi cái mặt thôi. Mô đen bên trong cấu tạo thì nhau, một con là bôn nằm, một con bôn đứng. Để đang thử con máy này, năm con mặt đỏ, anh em hay gọi con mặt đỏ đấy, giới thiệu cho anh em xem. Điện ép đời này cực kỳ là chuẩn luôn, 221V luôn. Thì ép đầu vào của nó là 150V lên đến 250V, thì ép ra 100V, 110 và 220, công suất 1000 VA, rất là bóng đẹp luôn. Máy vừa mới mua về Học viện Hành chính Quốc gia 2002 đấy, năm sử dụng là 2002. Máy đẹp lắm, em muốn sơn lại cái tai sách này cho nó đẹp thôi, còn nước sơn thì nguyên zin hết. Xem kênh của em các bác biết rồi, toàn tuyển những máy đẹp thôi, bóng đẹp, chất lượng. Máy này được bán là 850.000 nhá, 1 ký, giá không rẻ đâu. Em bán từ trước giờ mọi người biết xem kênh toàn đắt thôi, không rẻ. 100V này, chuẩn 100V luôn. 110 này, phù hợp cho các bác dùng đồ Nhật, đồ Mỹ. 110V. Đấy. Đây là cầu chì 5A bảo vệ quá tải. Khi mà đi áp quá tải thì cái cầu chì này sẽ dùng quá tải, công suất của máy nó sẽ nhảy ra nhá. Đây công tắc on off. Em chỉ quay một video thôi. Thì hai con này nó đều đẹp như nhau, xuất sắc như nhau hết mà. Con này đây, con này là năm 97 đây. Chắc chắn số series vẫn còn đây. Tháng 5 tháng 6 năm 97 vẫn còn nhá. Quay video giới thiệu mọi người vậy. Ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em để góc trái màn hình nhá. Em xin phép dừng video tại đây nhá.